rất là bệnh. Giết. Hello mọi người, thì theo title của video thì mọi người cũng đã thấy là Tiên đã vừa có em bé rồi. Và ở cái này thì cũng có nằm trong dự định của tụi mình rồi. Nhưng mà Tiên không nghĩ là nó đến sớm như vậy thôi. Cho nên là trộm vía. Tại vì Tiên plan là muốn là có trong năm nay. Cho nên là vừa kịp timeline trong năm nay luôn. Đó. Thì hôm trước thì Tiên có test. Thì tụi mình rất là bất ngờ là đã được hai vạch. Xong rồi ngày hôm đó thì Tiên có đi khám thì cái lúc mà lần đầu tiên đi khám á, thì nó chỉ có kiểu một cái chấm nhỏ xíu gì thôi nè, mọi người thấy không, nhỏ xíu 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 luôn. Thì lúc đó mới kiểu toàn khoảng 4-5 tuần gì à. Xong rồi cái 3 tuần thì mình đợi đến 3 tuần, và bây giờ ngày hôm nay sáng nay thì Tiên vừa mới đi khám xong thì thai đã được 8 tuần rồi. Hiện tại thì đã có tim thai cũng như là em bé đang phát triển rất là tốt, cho nên là tụi mình cũng trộm vía. Mấy bữa nay thì Tiên ngán rất là nhiều, Tiên ói, Tiên ghê lắm mọi người, rất là sợ. Cho nên là bây giờ thì tụi mình cũng đã được em bé cũng được 2 tháng rồi, và 2 tuần nữa thì tụi mình sẽ tái khám. Thì sức khỏe hiện tại của Tiên thì đã ổn hơn một chút rồi, nhưng mà cũng vẫn cần phải nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn như là thời chưa có em bé. Cho nên là trong vlog này thì mọi người sẽ thấy quá trình của tụi mình đi khám nè, rồi xong tụi mình sẽ sinh hoạt như thế nào, thay đổi như thế nào khi mà tụi mình có em bé nha. Ok, mà bây giờ thì là 8 giờ rồi, và tụi mình sẽ chuẩn bị lên giường và đi ngủ. Thì ráng nên phải đi ngủ sớm, tại vì có em bé thì không có nên ngủ trễ nha. Ok, cảm ơn mọi người. Hello mọi người, hôm nay là thứ tư, và Tiên còn 2 ngày nữa là Tiên sẽ phải đi siêu âm rất là quan trọng này, là siêu âm để xem coi là em bé nó có ổn hay không, nó có dị tật hay là nó có bị cái gì hay không. Thì thứ 6 này thì Tiên sẽ đi siêu âm. Bình thường thì Tiên sẽ không có đi làm được, tại vì Tiên ngán rất là nhiều, nên là Tiên thường thường Tiên ở nhà, hoặc là Tiên nằm, Tiên qua nhà ba mẹ. Chứ Tiên chỉ làm việc ở nhà được thôi, chứ Tiên không ngồi office từ sáng đến chiều được, tại vì Tiên rất là mệt luôn á mọi người. Kiểu nếu mà bạn nào hiểu cảm giác này thì sẽ hiểu. Có rất nhiều người, người ta không có ngán, rất là thích, nhưng mà Tiên thì không phải là số đó, nên là rất là mệt mọi người. Trời nhá, hôm nay là tụi mình đi ăn bốt noodle nha mọi người. Chỗ này mới mở, Taka đi ăn thử nha. Mấy bữa nay ở nhà chán, hôm nay mới được đi chơi nha mọi người. Cái này chỉ có ở đây đúng không? Mới mở, đúng rồi. Để mình ăn thử rồi review nha. Là beauty blogger sẽ review cho mọi người. Cậu ăn. Tại không ăn cay được. Mì trứng. Xong nghe mũi cay rồi mùi này. Nhưng mà chắc đồ Thái thì chịu thôi. Chua chua. Thử đi. Đây nghe mùi rất Thái luôn mọi người. Đi ăn đồ Thái không đang nghe mùi Việt Nam má. Là cái bụng Tiên mới ăn xong rồi mọi người. Hôm nay là Tiên đã là 11 tuần rồi nha. Thứ hai thì Tiên sẽ đi khám lại.
Sao vậy? Tự nhiên rung. Cái gì rung vậy? Phải banh nó ra, phải banh nó ra mới biết được chứ cái này không biết được đâu. Bên trong nó còn nhiều surprise lắm. Chết rồi, bây giờ phải nâng nó lên. Màu xanh nữa. Đúng rồi. Nhiều quá. Sao anh vui anh không ôm em? Anh sợ ôm ép cái bụng em. Anh sợ ôm ép cái bụng em. Anh đừng có thạo đi. Mọi người sợ ôm vô cái ép cái bụng em sợ lắm. Xanh nha mọi người. Hello mọi người, ngày hôm nay là thứ 7 và tụi mình có một cái event Lush. Bây giờ tụi mình sẽ đi event mà tối nay là sinh nhật đầu tiên, cho nên là mình đi ăn. Wait a minute. Mình đi ăn xong, mình đi event xong rồi mình sẽ đi ăn sinh nhật nha. Ok, tiền đã đón, ôi trời ơi, tiền đã đón nguyên rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi lên lầu nha.